Chào bác, hôm nay nhân cơ hội mới bảy được đôi chim khuyên trên tầng sân thượng nhà mình. Nhân cơ hội mình mới bảy được đôi chim khuyên, sẽ hướng dẫn đến với các bác cách phân biệt chim khuyên đực và mái. Em sẽ lấy xuống. Vấn đề này được anh em chơi chim hỏi mình rất nhiều về cách phân biệt chim khuyên đực và chim khuyên mái. Hôm nay mình chỉ hướng dẫn đến với các bác cách phân biệt chim khuyên đực và chim khuyên mái. Đây. Đây đôi khuyên mồi mình. Đây con khuyên mồi, đây con khuyên đực mồi. Đây là đôi khuyên mới bẫy được. Trước hết mình nói về các cách phân biệt. Có nhiều cách phân biệt khuyên đực và khuyên cái. Ví dụ như kiểu là qua giọng hót này, màu lông này, thổi tu của nó, tu là cái bộ phận sinh dục của nó ấy. Con đực thì dài hơn, con cái ngắn hơn. Nhưng mà theo mình thì cách phân biệt rõ nhất là vừa bẫy được đây này, phân biệt qua màu lông và giọng hót. Chứ hết qua màu lông mình bẫy, mình phải để ý xem con nào hót giọng đanh mà hót nhiều thì đó là con đực, còn con nào là hót giọng bé và tiếng thấp âm thấp thì đó là con cái. Hôm nay hướng dẫn đến các bác cái phân biệt qua kiểu màu lông. Đây, nhìn trước hết các bạn nhìn con chim thì sao. Rồi con này trông mệt rồi, nắng nôi hiện giờ. Đây đây là đôi chim mình mới bẫy được. Thông thường người ta phân biệt qua màu lông, trước hết là ở cổ này, lông vàng ở cổ này, mắt này, và lông ở lưng nó hay do đang quay khó cầm. Nhìn qua sơ sơ, nhìn qua hẳn các bạn đã biết con nào cũng được. Này, con lông te tua này, con này là con cái, này con đực này. Vì con đực thường đẹp hơn và to hơn này, phần lông đít của con đực thường dài hơn và lông đuôi thành đuôi của con đực nó chia thành đuôi cá này, ý là nó lõm sâu vào đây này. Còn con cái là đuôi như thế này, nó tóp lại, con đực nó xòe ra và phần lông vàng dưới đít con đực thường dài hơn. Này. Bụng thì con đực thường trắng hơn và con cái thường đen hơn. Phần lông cổ con đực dài hơn, lông cổ thì con đực nó phải vàng hơn, con cái nhạt hơn. Mắt con đực phải to hơn, rồi con cái bé hơn. Con này đang thay lông sao mắt không thấy cũng lông trắng nào. Tiếp theo đến phần lông trên lưng. Các bạn nhìn thấy con đực này, con đực của mình này. Con đực lông người thường dài hơn, đẹp hơn, thon hơn. Còn cái phụ phị ngắn, thiếu lông. Con đực lông trên lưng thường xanh và đẹp hơn. Con cái bù xù. Rồi, con cái đây, con đực đây. Con cái con đực thường xanh và vàng hơn, nó hơi vàng vàng, cái không xanh ít lâu tối tối. Rồi thông thường cầm chim, các bạn cầm chim thì không nên cầm chân, nhưng vì mình phải quay một tay nay phải cầm chân nó, mai mong mày đừng nhảy. Thông thường những con mà mình bắt nó hay nắm mồm, nó kêu tẹt tẹt cái gì đấy thì đó là con cái. Con đực thì nó im mồm và nó mắt nó rất dữ này, đực không nói cái gì. Con cái đây. Nếu khi sập chim mà nghe con nào hót đanh, nó kêu ke ke như kiểu tiếng ve gái thì chắc chắn đấy con đực các bạn bắt và bắt lấy con đực thả đi con cái đi.
Thông thường mình nuôi cái để cái nó sinh sản. Các bạn nào muốn mua chim khuyên thì hãy liên hệ mình. Liên hệ mình sẽ bán chắc chắn, đảm bảo 100% chim được cho các bác ép cám, ăn cám hoàn toàn. Các bạn thấy xung quanh nhà mình toàn chim chim khuyên. Mấy là khuyên cái, tại mình bắt được con khuyên được đầu tiên, con khuyên được kia mình bán cho mấy ông hàng xóm hết rồi. Cảm ơn các bạn nào có thắc mắc gì về chim, cách phân biệt được cái hay này, gì về ép cám hay gì về chim nào thì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào bác, hôm nay lại có hàng chơi rồi, mới sập được đôi chim khuyên, một trống một mái. Đấy, cách phân biệt chim về mà phân biệt được trống mái về màu lông thì mình không nói trong video này nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cách ép cám. Nhưng mà hôm nọ có bạn bình luận dưới video của mình là chim khuyên đực thì nó có, con chim khuyên đực thì nó có cái gì, có phần lông vàng từ ức trở xuống chỗ ị vừa vợ. Mình xin đính chính này với các bạn là không bao giờ có một con chim khuyên mà có phần lông vàng từ ức trở lên xuống đến chỗ ị. Ok, trước hết mình giới thiệu đến các bác cái lồng nuôi chim bội của mình được rào khá cẩn thận bằng cái lưới lưới nhốt gà con. Đây, thả ăn chim bội vào. Rồi. Ok, vào luôn vấn đề chính cho các bạn. Trước hết các bạn chuẩn bị cho mình cái lồng, lồng thế nào cũng được, chim khuyên không vào được là ok. Trong lồng bố trí cầu và một cống nước này, một cống cám này. Bắt buộc phải có cống nước hoặc cống cám. Cống nước và cống cám. Trước hết các bạn, các bác thái miếng quả chuối, thái lát như thế này. Đây. Đây. Cho vào lồng. Đôi này mới bẫy được nên chưa dám ăn đâu, tí nữa ăn. Đấy. Lưu ý là trong lồng lúc nào cũng phải có cám. Và chuối phải để trên cám. Để khi con chim nó ăn chuối, nó sẽ ngửi và nó quen được mùi cám. Và sau này nó dễ ăn hơn. Đấy, các bạn cho ăn chuối này. Ăn chuối cứ thái nát mỏng này, cho nó ăn từ đầu tính khoảng 2-3 tiếng. Thì nó sẽ ăn 2-3 tiếng thì nó sẽ ăn hết. Thì bạn cho cái lát miếng chuối khác vào để nó ăn. Và cho ăn liên tục trong một ngày đầu khi mới bẫy được. Ngày thứ hai thì các bác sẽ cho ăn chuối bóp với cám. Khi nó đã quen được mùi cám ấy, cho nó chuyển sang ăn ngay chuối bóp với cám. Ngày đầu cho ăn ít thôi. Nếu các bạn chấm quả chuối và cám không ấn nó vào. Ấn vào thế này, tí chuối, tí cám nó sẽ hút được nước của chuối nó nở ra. Thì chim sẽ ăn. Đây. Ít thế này thôi. Đây, ngày thứ hai là cho ăn thế này. Đây. Này cho ăn tính khoảng, cũng tính cho nó ăn vừa đủ khoảng 3-4 tiếng là ăn hết một miếng chuối trộn với cám thế này. Không, cứ ăn, cứ để, cứ lưu ý là khi để cái là miếng chuối đã trộn với cám cũng để phần chuối ở trên phần cám. Trong lồng bắt buộc có cám, lúc nào cũng phải có cám. Phần chuối trên phần chuối trên phần cám. Rồi. Và ngày thứ ba các bạn trộn nhiều lượng cám nhiều hơn tí bóp vào trong vào. Rồi. Đây ngày thứ ba. Để một tí này cám nó sẽ nở ra mà. Con chim nó mổ vào chuối thì nó sẽ đạp, sẽ vào cám trước khi vào chuối.
không, các bạn vẫn để trên phần chuối, trên phần cám. Và ngày thứ tư các bạn không cho ăn gì nữa. Ngày thứ tư là các bạn để nguyên cám vậy, con chim đói nó sẽ tìm đến cám và nó ăn. Đấy. Và lưu ý này với các bạn là khi chim nó đã ăn vài hạt cám đầu tiên là các bạn cho nó ăn thêm chuối vào, không thôi là say cám nó chết. Nhưng mà lưu ý là cho ăn ít chuối thôi, tầm một ngày cho ăn 1-2 lát thế này thôi. Rồi đấy là ngày thứ tư là con chim nó sẽ vào được cám. Đấy, ngày đấy, khi nó biết ăn cám thì nên không nên cho nó ăn hoàn toàn cám, vì khi mới biết thì nó sẽ ăn và nó sẽ say. Tốt nhất là các bác phải cho chim ăn thêm chuối khi nó sau khi nó đã biết ăn cám. Mục đích là cho chim nhanh thuần. Các bác cho ăn chuối thì cho ăn ít thôi, cho ăn một nửa số này thôi để chim ăn nhanh hết. Đấy. Cách làm như thế này thì giúp cho chim khuyên sẽ nhanh thuần hơn. Đấy, vì nó sẽ quen được người. Đấy, một ngày tiếp xúc nó khoảng 3-4 lần mà cho nó một nát chuối mỏng thôi. Đấy. Thì giúp chim vừa vào được, vừa không bị say chuối, vừa có thể thuần chim này. Đấy. Lưu ý là các bạn không nên cho ăn quá nhiều, vì khi cho ăn quá nhiều chuối thì nó sẽ quen ăn chuối, nó sẽ không ăn cám nữa. Vì đến lúc mà chúng ta hết chuối thì nó lại không ăn được cám và nó sẽ chết. Đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Video sau mình sẽ hướng dẫn đến các bác cách bố trí cẩu trong lồng nuôi khuyên bổi. Vì khuyên bổi là loài ở ngoài nó năng động hay nhảy nhót, và lồng nó sẽ sinh ra cái tật là ngoái với lộn. Đây là tật rất khó chữa ở chim, nếu không chữa được thì có thể vứt đi một con chim hay vì cái tật ngoái và lộn. Ok, xin chào các bác. Hôm nay xin hướng dẫn các bác cách thuần một con chim. Đây là vấn đề được rất nhiều người nuôi chim, vấn đề muôn thuở của rất nhiều người chơi chim. Thì để có một chú chim hay thì trước hết ta phải thuần nó. Mà trước khi bắt đầu việc thuần thì sau khi ép cám, sau khi một tuần, sau khi vào cám mất một tuần thì chúng ta bắt đầu việc thuần hóa. Đấy. Đầu tiên là ta dùng lồng tròn để thuần hóa. Ở đây mình có con bạc má chưa thuần. Đây, phương pháp này có thể dùng cho các loài chim nhé. Đây, mình có con bạc mã chưa thuần. Việc đầu tiên để thuần hóa một con chim, chúng ta cần bịt cái nóc lồng này lại. Đấy. Cái nóc lồng mình đã bịt bằng bìa hoặc bao bì gì đấy, để cho chim nó không có thói quen nhảy lên nóc lồng, và từ đó nó không thể sinh ra các tật lộn ngoái. Đấy. Việc thứ hai là chúng ta bố trí cầu trong lồng. Bố trí cầu cống trong lồng. Tốt nhất là chúng ta nên dùng một cầu kềng, là cầu kềng và một cầu thẳng. Ở đây mình không có cầu kềng nên mình dùng bố trí cầu như thế này. Đấy. Và luôn luôn đặt ở cống thức ăn và cống nước ở đầu những cái cầu. Vì cách như thế này để giúp cho chim có thói quen đứng trên cầu liếu. Đấy. Sau khi đã bố trí cầu trong lồng, bước 4 đấy là sử dụng áo cho lồng. Đấy. Có thể tự chế hoặc mua những áo lồng ở ngoài cửa hàng chim, mua những cái áo lồng màn hoặc áo lồng mùng, tùy những nơi họ có cách gọi khác nhau, ở mình gọi là áo lồng màn. Ở đây mình không mua, mình tự chế thành cái lưới đây, cái lưới gà con này này. Mục đích của việc này là giúp cho chim không đâm đầu lao đầu vào lồng. Đấy. Vì chúng có thói quen đâm đầu lao đầu vào lồng để thoát thân mà. Bịt lưới như thế này chúng không thể đâm đầu lao đầu vào lồng để
thoát thân được nữa. Vì thế chim sẽ có thói quen nhảy từ cầu trên xuống cầu dưới và cầu dưới lên cầu trên, và có tác dụng không làm mà chảy chảy xước mỏ của chim. Đấy, giúp cho chim có được sức khỏe tốt. Đấy, còn khi tối đến thì chúng ta lấy áo lồng kín ấy, chùm kín lồng lại. Đấy, để cho chim có giấc ngủ sâu gì đấy. Để chim có được thể trạng tốt, không bị mất sức. Thứ năm là chúng ta phải điều quan trọng nhất đấy là cách treo lồng. Tùy vào thể trạng chim của các bạn có thể treo tầm 2-3 mét. Nếu chim sợ thì treo tầm 3 mét, còn bình thường thì treo tầm 2 mét để những nơi đông người qua lại. Đấy. Đấy, chiều tối đến 5 hoặc 6 giờ thì chúng ta nên hạ lồng chim xuống ngang mặt người hoặc dưới đất và để chùm chim theo hình chữ A. Chùm chim theo hình chữ A này như cái kia. Đấy, cái kia hạ thấp xuống tí nữa. Đấy, để chùm chim theo lồng chữ A để cho chim thuần. Để chỗ đông người nên chim thuần. Bước 6 là chúng ta khi vệ sinh lồng và tắm táp. Đấy. Tắm cho chim tắm chúng ta nên cho vào những thời gian như là buổi cho vào tầm giờ từ 14 giờ đến 16 giờ cho chim tắm. Đấy. Chúng ta đầu tiên là khi nuôi chim cảnh là mua thêm một cái lồng để cho chim tắm. Tắm. Mới đầu thì chúng ta chuẩn bị một khay nước nhỏ, đổ ít nước thôi, không thôi chim hoảng, chim sợ, chim sẽ không dám tắm. Trước khi tắm thì sau khi đổ nước thì xịt lên người chim cho nó ướt để nó kích thích cho chim tắm. Nhưng mà lưu ý là khi chim mới bắt đầu biết tắm thì chúng ta phải để ở những nơi thật là yên tĩnh. Đấy, vì có tiếng động là nó sẽ không dám tắm. Nếu các bạn gặp nuôi những con chim cứng đầu mà nó nhất định không chịu tắm ấy, thì chúng ta phải mang theo một con chim thuần, cho con chim thuần phơi nắng và tắm. Chim này nó sẽ học theo và nó sẽ làm theo như vậy. Trong lúc chim tắm thì chúng ta cũng nên vệ sinh cầu lồng để tránh các bệnh tật cho chim. Vì chim cái cầu bẩn thì chim có hay có thói quen quẹt mỏ vào cầu, sẽ bệnh đi ngoài gì đấy. Còn lồng bẩn thì giúp cho chim nó cũng không được sạch, con chim nó bẩn. Thức ăn cho chim là sau khi chúng ta nó đã biết ăn cá một tuần thì chúng ta bắt đầu thuần ấy, thì không nên cho ăn hoàn toàn cá 100%, vì lúc này hệ tiêu hóa của chim đang kém, vẫn nên cho ăn thêm một ít hoa quả nữa. Đấy. Cho chim uống nước, ưu tiên là phải cho uống nước của người, ví dụ như người uống nước sôi để nguội thì cũng cho chim uống như vậy. Chim uống người uống nước nào cho chim uống vậy cũng để cho chim tránh được các tật bệnh. Vào mùa hè thì chúng ta nên thay nước liên tục cho chim, vì thay nước 2 lần trong một ngày cho chim, vì nước nóng chim sẽ uống ít và nó sinh ra bệnh đi ngoài. Còn những ngày bình thường khác thì chỉ có 2 ngày thay nước 1 lần. Còn việc thuần quan trọng nữa đấy là là chúng ta xiên những con sâu vào que ấy để đút cho chim. Xiên con sâu vào cái que để đút cho chim, ban đầu khoảng cách xa thôi, từ từ rút ngắn lại, rút ngắn dần lại. Đấy. Còn nếu
nó không chịu ăn thì chúng ta để bên cạnh một con chim thuần, hay mình để con cạnh con trào mào, bởi vì mình đút nó không ăn, đút con trào mào ăn thì nó nhìn thấy nó, và chim nó cũng biết gan ăn tức ở thì nó cũng ăn theo ăn luôn, chứ nó không còn như lúc đầu nữa. Ok, cảm ơn các bác. Các bác nào yêu chim bạc mã thì liên hệ với em. Đấy. Còn chim bạc mã với chim vành khuyên thì có cách thuần giống nhau mà. Có cái hầu như các loài chim bé đều có cách thuần giống nhau hết. Chim to cũng có thể áp dụng khả năng cách thuần như những con chim bé này. Chim Ok, cảm ơn các bác.